Hello mọi người. Ok, rồi trên tay mình lần này là một cái L Play dành cho Fuji Film XT4 nha. Thì cái dòng này là dòng thiết kế riêng XT4 và nó đặc biệt là nó trang bị thêm một cái bán grip cao su ở đây cho bạn cảm giác nó cầm nó sẽ thoải mái và êm hơn. Làm nó còn đẹp luôn nha, liền lạc. À, thì với lại cái L Play này nó sẽ trang bị thêm một cái phía bên này nữa. Đó để bạn có thể để máy ngang dọc và đặc biệt là thích hợp luôn cả rãnh Akachu nè. Đó là những cái rãnh này nè. Đó cho bạn hãy kẹp vào những cái size bóng nó chắc hơn mà không phải gần phải dùng ống 1/4 phía dưới, một cái option, một cái điểm cộng rất là tốt. Đó thì mình sẽ quay trực diện luôn. Đây logo Smondrick, hàng gia công CNC, nói chung là nó làm Smondrick rất là đẹp, nước sơn rất là bóng và đẹp. Đó này là bên hông ống 1/4 nè, để bắt gimbal quay dọc cũng được luôn. Đó thì hai cái này bạn có thể xả ốc ra nếu bạn không có dùng đến vẫn được. Là phần phía dưới nắp pin mở không giờ bị vướng nha, và một ốc này dùng để vặn vô máy ảnh, và cái này kèm theo dùng để bạn xoay ốc này luôn, hít 500 ngay luôn đó, là tránh bị rơi. Còn bán cao su thì bạn không muốn dùng bạn cũng vẫn có thể tháo ra rất là ok. Đó này là phần dây đeo, cái là rất là đẹp. Nói chung thì hàng Smondrick là hàng chuẩn rồi, không có hàng nhái nha, nên mọi người cứ yên tâm. Thì khi mua hàng Smondrick bao giờ nó cũng sẽ gồm một cái bọc đựng như vậy, một bọc xốp trong, rồi những cái mã đề như vậy, ví dụ như là Fuji Film XT4 nè, mã là 2812, rồi một cái hộp nhựa đựng phía ngoài đó logo, rồi thêm một cái bao giấy đựng phía ngoài nữa đó, rất là nhiều. Và thường là bạn mua hàng Smondrick đó, bạn cứ canh theo code thôi, ví dụ XT4 2812, rồi những dòng Sony thì bạn cứ có những cái mã đó các bạn cứ thể tìm theo đó đó. Cứ yên tâm nha, không có hàng nhái nha. Quan trọng là bạn tìm nơi nào mua giá tốt nhất. Hàng new đảm bảo cứ mua thôi, không bao giờ có hàng nhái đâu. Ok, cảm ơn mọi người nha. Cần thì có liên hệ mình luôn, mình chuyên hàng Smondrick, đặc biệt là giá tốt nhất Việt Nam luôn. Các bạn cứ yên tâm.